Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh của Đúng Happy Car. Và ngày hôm nay thì Quyết sẽ báo giá chi tiết cho mọi người và cũng như là khuyến mãi của chiếc xe Toyota Cross năm 2020 ở tháng 11 này, thì khuyến mãi và cũng như giá lăn bánh của chiếc xe này là bao nhiêu và những đặc điểm nổi bật nhất của chiếc xe này là gì để mọi người có thể đầu tư và cũng như là sở hữu chiếc xe này trong tháng 11. Và trước khi clip bắt đầu thì đừng quên rằng ấn nút đăng ký kênh của Đúng Happy Car nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay clip ngày hôm nay. Đầu tiên thì Quyết sẽ chia sẻ với mọi người là khuyến mãi ở thời điểm hiện tại đối với chiếc xe Rus năm 2020. Hiện tại giá xe niêm yết đang là 633 triệu đồng. Và bây giờ hiện tại thì chúng ta đang được khuyến mãi giảm lên tới 15 triệu đồng. Ngoài ra thì chúng ta còn được tặng thêm là dán phim cách nhiệt này, trải sàn da được chống tia UV và cũng như toàn bộ ghế da, sàn da chúng ta sẽ toàn bộ được bọc bằng da hết để tránh trường hợp mà chúng ta bị đổ nước vào nó sẽ dây bẩn ra. Và vậy thì lăn bánh đối với thị trường tỉnh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với thành phố Hà Nội trước. Đó chính là sau khi mà chúng ta giảm khuyến mãi xong thì lăn bánh ở Hà Nội bao gồm là thuế 12%, tiền biển sẽ là 20 triệu, tiền đăng kiểm và tiền phí đường bộ tổng cộng lăn bánh thì chúng ta sẽ là 722 triệu 800 nghìn. Đó là toàn bộ ở thành phố Hà Nội. Tiếp theo là đối với những ai đang ở tỉnh với thuế là chỉ có 10% thôi và tiền biển thì chúng ta ít hơn ở Hà Nội là khoảng 20 triệu đồng. Và ngoài ra thì tổng cộng khi mà lăn bánh xong chúng ta sẽ là 690 triệu 800 nghìn. Còn với các bạn đang ở và quý các anh chị đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ đóng thuế là 10%. Nhưng tiền biển thì chúng ta vẫn là 20 triệu đồng. Vậy thì sau khi mà chúng ta đăng ký xong hết toàn bộ chi phí lăn bánh thì sẽ là 704 triệu 800 nghìn. Vậy là toàn bộ những khuyến mãi và cũng như là đăng ký ở tỉnh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Quyết vừa chia sẻ cho mọi người. Vậy thì mọi người có thể gọi điện vào hotline để nhận báo giá chi tiết và những khuyến mãi mới nhất của Toyota Rush năm 2020. Và đây là màu đỏ mà Quyết chuẩn bị giao cho khách hàng vào ngày mai. Mọi người thấy biển số đẹp không ạ? 6.400. Đó, 64.000, xin lỗi mọi người. Vậy thì với những khách hàng mà đang quan tâm Rush thì mọi người gọi điện vào hotline. Quyết sẽ để số điện thoại ngay ở phía dưới màn hình hoặc mọi người gọi ấn vào phần mô tả có phần form Google Doc, mọi người ấn vào để đội ngũ Happy Car có thể tư vấn được cho mọi người một cách chi tiết nhất. Và hãy nhớ rằng là gọi điện vào hotline mọi người nhé. Những tính năng nổi bật nhất trên chiếc xe Rus năm 2020 với màu đỏ tươi như thế này. Và mọi người lưu ý rằng chúng ta sẽ có hai màu đỏ là màu đỏ mận và màu đỏ tươi. Và đây là màu đỏ tươi mọi người nhé. Ra ngoài ánh sáng thì rất là đẹp. Với những đặc điểm nổi bật đầu tiên chúng ta phải nói tới đó chính là cụm đèn full LED của chiếc xe. Với cụm đèn full LED thì chúng ta sẽ có giải đèn LED ở phía bên đây ạ. Và toàn bộ bóng đèn chiếu xa và bóng đèn chiếu gần sẽ sử dụng khúc xạ đa hướng với bộ đèn full LED. Ở phía dưới gầm thì chúng ta sẽ là bóng đèn halogen với được mạ màu đen bóng cho điểm nhấn. Và phần cản phía đằng trước thì sẽ là màu bạc ở phía dưới gầm xe, giúp cho chiếc xe thể thao và điểm nhấn hơn. Một trong những cái đặc điểm mà Quyết thích nhất đối với dòng xe Rus là gì và mọi người phải quan tâm, đó chính là 7 chỗ nhưng chúng ta sẽ được sử dụng bằng dẫn động cầu sau, không phải cầu trước mọi người nhé. Một số các dòng xe ở hiện tại như mọi người biết cạnh tranh với xe Rus là dẫn động cầu trước. Tuy nhiên khi mọi người đi một thời gian ấy, mọi người sẽ nhận thấy một điều rằng là với một chiếc xe dẫn động cầu sau thì cực kỳ bền và dễ sửa chữa. Và cái điều thứ hai là chúng ta sẽ dễ dàng di chuyển ở trong các cung đường mà thí dụ đường trường hoặc đường gồ ghề, giúp chúng ta vận hành cách dễ dàng hơn. Với một chiếc xe 7 chỗ kéo tải nặng thì chỉ có 1.5 thôi. Và hộp số chúng ta sẽ sử dụng bằng hộp số 4 cấp. Vì vậy Quyết nghĩ rằng là bắt buộc một chiếc xe như vậy là chúng ta phải sử dụng cầu sau thì mới kéo tải một cách là dễ dàng. Một số các dòng xe thì dẫn động cầu trước Quyết nghĩ là không vấn đề gì cả. Nhưng cái việc mà chúng ta chở tải và chúng ta đi ở trên các đường quốc lộ mà để vượt xe khác thì cực kỳ khó khăn và giật cục, khiến cho việc mà khoang hành khách bên trong xe nó sẽ khó chịu hơn khi mà chúng ta đi lâu về dài. Và cái đặc điểm cuối cùng đó chính là dễ bảo hành bảo dưỡng và cực kỳ là chi phí rẻ. Mọi người hình dung là khi mà chúng ta toàn bộ các kết cấu của xe được đặt ở phía đằng trước thì làm sao ạ? Cái việc bảo dưỡng cũng như là chúng ta thay thế các thiết bị phụ tùng nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, vì toàn bộ phía cầu toàn đặt bộ đằng trước, động cơ cũng đặt đằng trước. Vì vậy là khi mà kể cả có va chạm xảy ra thì việc sửa chữa nó cũng khó khăn hơn. Tuy nhiên đối với việc mà chúng ta sử dụng bằng cầu sau như thế này thì nó sẽ được đặt tách biệt ra. Đó,
Thế nên là việc sửa chữa nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với là chúng ta toàn bộ đặt ở phía đằng trước, được chưa? Và cái phần thứ ba đó chính là gì ạ? Mức tiêu hao nhiên liệu của xe Rus của chúng ta là bao nhiêu ạ? Đó chỉ là 6,7 lít đường kết hợp, 8,2 lít trong đô thị và ngoài đô thị là 5,8 lít, là một con số rất là ấn tượng. Với phần bên hông như thế này thì chúng ta sẽ có điểm nhấn ạ. Thứ nhất, chúng ta vẫn có cái thanh giá nóc mọi người nhé, thanh giá nóc thể thao này. Với một quyết nghĩ rằng là với chiếc xe Rus, nó không phải là một chiếc xe MPV mà nó là chiếc SUV cỡ nhỏ. Tại sao lại như vậy? Tại thứ nhất là mọi người thấy không ạ? Toàn bộ chúng ta có một cái kiểu dáng SUV, hay gọi đây là tiểu xe Fortuner đấy ạ. Toàn bộ các thanh nẹp chân kính chúng ta cũng đều được mạ chrome hết tất cả, rất là đẹp. Và chìa khóa của chiếc xe Rus chúng ta cũng sẽ được sử dụng bằng chìa khóa thông minh Smart Key. Quên sẽ cho mọi người xem. Đây ạ. Chúng ta sẽ được trang bị hai chìa khóa thông minh Smart Key ở trên đây. Với nút bấm và nút mở. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ có nút bấm luôn để vào xe một cách là dễ dàng. Với đấy là toàn bộ những cái mà Quyết thấy ở phía bên ngoài mang lại. Và bây giờ chúng ta sẽ ra phía bên đằng sau để cho mọi người xem. Ra phía đằng sau thì chúng ta sẽ thấy ngay một logo hình chữ S bực sơn màu xanh. Và chúng ta sẽ có hai cảm biến ở phía đằng sau, cùng với là tính năng an toàn, đó chính là camera lùi, cũng được đã trang bị trên chiếc xe Rus rồi. Với chiếc xe Rus, đèn full LED này, camera cảm biến đều có nhé. Mọi người thấy là những cái trang thiết bị nó đi kèm cũng rất là thú vị. Và giá thì bây giờ cũng đã được rẻ hơn rất là nhiều rồi. Ở phía đằng sau này chúng ta còn được thêm cản phía đằng sau mạ toàn bộ bằng bạc này mọi người này. Cực kỳ thích, Quyết thích nhất là những cái gì nó mạ bạc, nó cực kỳ là sang trọng. Vào bên trong xe thì Quyết sẽ điểm qua những cái nổi bật nhất thôi ở trên chiếc xe Rus này để cho mọi người có thể nắm được. Đầu tiên là chúng ta sẽ là tất nhiên rồi, chìa khóa thông minh Smart Key. Toàn bộ ở trên vô lăng ở trên đây chúng ta sẽ được sử dụng bằng vô lăng 3 chấu mạ bạc và có các nút bấm ở trên trên vô lăng. Chiếc xe sẽ được sử dụng bằng 7 túi khí, cùng với đó là được trang bị màn hình đầu DVD 7 inch, có điều hòa tự động và hai dàn lạnh, giúp cái việc mà chúng ta sử dụng đi trên đường trường mà nó sẽ mát nhanh hơn, tại vì đây là dòng xe 7 chỗ và tất cả các cửa gió đều có trên, được trang bị trên hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba một cách là cực kỳ là mát mẻ. Với chiếc xe thì chúng ta sẽ được trang bị hệ thống VSC, ABS, EBD, hệ thống HAC khởi hành ngang dốc. Ngoài ra thì cái tiêu chuẩn của xe Rus cũng là tiêu chuẩn 5 sao của DECAP và ASEAN. Vì vậy là cái việc mà chúng ta được trang bị 7 túi khí và cũng như là các tính năng hỗ trợ đi kèm theo thì cũng cực kỳ là an toàn. Với chiếc xe Rus thì chúng ta ngoài ra thì chúng ta có sẽ có lên xuống kính một chạm đối với người lái này mọi người nhé. Chỉnh gương này, gập điện này, đó cực kỳ là va đèn. Ngoài cái bộ cụm đèn là đèn full LED ra thì chúng ta còn có đó chính là đèn tự động bật tắt auto, nghĩa là khi vào trời sáng ấy thì đèn sẽ tự động tắt đi, còn vào trời tối thì đèn sẽ tự động bật lên. Đó, rất là dễ dàng đúng không ạ? Và gạt mưa chúng ta sẽ sử dụng bật gạt mưa gián đoạn. Quyết sẽ cho mọi người thấy rằng là trải nghiệm xem là Rus có rộng hay không. Thì như nhất là mọi người nhìn thấy ạ, Quyết sẽ kéo ghế nhá. Đầu tiên là đầu gối Quyết sẽ không chạm ở phần vô lăng để cho thoải mái nhất, được chưa? Ngồi ghế thoải mái, tay này, được chưa? Bây giờ Quyết sẽ ra hàng ghế thứ sau, hàng ghế thứ hai cho mọi người xem. Đây ạ. Quyết dám cam đoan mọi người chắc chắn là mọi người sẽ rất thích chiếc xe Rus, tại vì là rồi, hàng ghế thứ hai Quyết sẽ kéo ghế cho thoải mái và có tựa ghế nhá mọi người nhá. Với những ai mà đang quan tâm đến xe Rus thì đội ngũ sẽ trang bị thêm cho mọi người bộ ghế da một cách là thoải mái nhất. Như khách hàng đang trang bộ ghế da là chỉ trắng này, ghế da có thể ngồi là êm ái. Sau khi mà chúng ta chỉnh ghế xong, Quyết ngồi cảm thấy thoải mái rồi. Có cửa gió ở phía trên này nhá. Rồi bây giờ Quyết sẽ ra hàng ghế cuối cùng để Quyết ngồi xem là đối với ghế ở đây thì chúng ta sẽ là ghế một chạm mọi người này, đó được chưa? Rồi Quyết, mọi người đi cùng Quyết nhá. Rồi để dễ nhất thì Quyết sẽ kéo hàng ghế này lên để cho nó thoải mái đã. Rồi rồi ok chưa, bằng cái ghế này nhá, bằng cái ghế này gập này mọi người này, ok chưa? Rồi bây giờ Quyết sẽ ngồi đây. Với hàng ghế thứ ba ngồi thì cũng rất thoải mái khi mà chúng ta có tựa đầu này, gối cổ này, chúng ta có khay để cốc này, đó được chưa? Và loa ở phía bên cạnh, loa bên này thì đang nghe cực kỳ giải trí, rất là thú vị nhá. Và ghế thì vẫn còn một khoảng trống khoảng tầm 5 cm nữa thì mới đầu gối mới chạm.
Thì là một cái mà Quyết cảm thấy là rất là hài lòng. Kể cả ngồi sang phía giữa đây nữa này. Ok, vậy là Quyết vừa giới thiệu nhanh cho mọi người những tính năng nổi bật nhất ở một chiếc xe. Quyết nghĩ rằng là một chiếc xe SUV cỡ nhỏ, đi trong thành phố hay leo địa hình, thì đây là một chiếc xe rất đáng để đầu tư. 7 chỗ dẫn động cầu sau với hộp số là 4 cấp và mức giá chỉ khoảng 718 triệu mà thôi. Xin lỗi mọi người, là 618 triệu mà thôi. Thì nó con số cực kỳ ấn tượng để mọi người có thể đầu tư với những trang thiết bị và công nghệ như ở thời điểm hiện tại. Và nếu mọi người đang quan tâm đến dòng sản phẩm Toyota Rush ở tháng 11 này, thì mọi người hãy gọi điện vào hotline, thì đội ngũ sẽ hỗ trợ và cũng như là báo giá cho mọi người chi tiết nhất và những khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn còn ở phía trước nữa. Để có thể tư vấn cho mọi người thì mọi người hãy gọi điện vào hotline ở phía dưới màn hình hoặc đăng ký vào form Google. Hy vọng rằng clip này sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích dành cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên rằng ấn nút đăng ký kênh nhé. Bye bye.